Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông Bản tin ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng các dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Tổng cục Thống kê cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 11 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Truyền hình nhà nước Syria đã phát đi tuyên bố lực lượng đối lập giành thắng lợi và chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ, không lâu sau khi lực lượng đối lập chiếm các kênh truyền hình nhà nước và kiểm soát thủ đô Damascus. Thưa quý vị, sáng 8 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng các dự án đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Hội nghị đã được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hà Nội, trực tuyến tới điểm cầu của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà đường dây đi qua và điểm cầu của 63 công ty điện lực trong cả nước. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Phố Nối Quảng Trạch được EVN giao Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 519 km, 1.177 vị trí cột, 513 khoảng néo, đi qua 211 xã phường của 43 huyện thuộc 9 tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm ủng hộ của các bộ ngành địa phương và người dân, EVN, EVN-NPT đã quyết tâm nỗ lực hoàn thành đóng điện các dự án 500 kV mạch 3 hơn 6 tháng thi công thay vì 2-3 năm như thông thường. Việc hoàn thành dự án với khối lượng công việc khổng lồ liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương và nhiều hộ dân trong khoảng thời gian ngắn lịch sử để lại nhiều bài học quý cho không chỉ ngành điện mà còn cho các công trình, dự án lớn của đất nước trong thời gian tới. Nhất là trong thực hiện thủ tục đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng, giải phóng mặt bằng, mua sắm vật tư thiết bị, huy động phương tiện, lực lượng tổ chức thi công. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự xúc động trước sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành điện lực, thành công của dự án đường dây 500 kV mạch 3, hình ảnh người thợ điện được nâng cao trong lòng người dân. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt, quan trọng của dự án đối với an ninh năng lượng của đất nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, chung tay góp sức của các chủ thể làm nên thành công dự án. Thay mặt Chính phủ, tôi cũng xin cảm ơn nhân dân, cảm ơn cán bộ, công nhân viên chức, kỹ sư, nhân viên, viên chức, người lao động của ngành điện. Cảm ơn cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị của 9 tỉnh, 43 huyện và 211 xã, nơi cái đường dây này đi qua. Lực lượng quân đội, công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí đã vào cuộc cùng với lại Tập đoàn Điện lực. Các cơ quan thông tấn báo chí, các đồng chí cũng lên kế hoạch vào cuộc thông tin, đưa những hình ảnh rất xúc động. Nó tạo ra động lực, tạo ra khí thế, truyền cảm hứng, không phải ngành điện chúng ta mà cho cả nước chúng ta, chứ không phải ngành điện. Thủ tướng cho rằng thành công của dự án là do biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt thể chế. Thủ tướng chỉ rõ, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt và làm việc có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm. Đi đôi với tăng cường đôn đốc kiểm tra, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, không đội giá, chống tiêu cực, lãng phí. Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết Tổng bí thư Tô Lâm đã đề cập đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để thực hiện các chủ trương này, chúng ta phải thực hiện được mục tiêu tăng trưởng bứt phá năm 2025 trên 8% và giai đoạn từ 2026 đến 2030 tăng trưởng hai con số. Do đó, ngành điện phải góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu này. Để tăng trưởng hai con số về kinh tế thì tăng trưởng điện cứ phải gấp 1,5 lần nữa.
Đó, đây là thách thức rất lớn, rất khó, nhưng mà khó mấy phải làm. Tôi lại trở lại cái ý nghĩa của cái phân tích của cái đường dây này là vấn đề là chúng ta có dám nghĩ, dám làm và có biết cách làm hay không thôi. Vì vậy, nên chúng ta phải có đột phá, ngành điện chúng ta phải có cái đột phá, phải có những công trình thế kỷ, phải có những cái dự án có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái và dứt khoát là không để thiếu điện. Nhấn mạnh, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi. Do đó chúng ta chỉ bàn làm, không bàn lùi. Thủ tướng yêu cầu toàn ngành phải phát huy tính tự lực tự cường, bản lĩnh linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, đảm bảo nguồn điện, tải điện, phân phối, sử dụng điện hiệu quả và giá điện phù hợp. Ứng dụng khoa học công nghệ như Internet vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu vào phát triển ngành điện theo hướng thông minh. Làm tốt công tác chính sách, nâng cao hình ảnh người thợ điện trong lòng nhân dân, tiếp tục phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng năm 2025 và thời gian tới, ngành điện lực sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, nâng cao thành tựu năm 2024, tiếp tục không để xảy ra thiếu điện, phục vụ ngày càng tốt hơn phát triển kinh tế xã hội, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh của dân tộc. Tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tập đoàn Vingroup vừa tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast. Dự án này sẽ đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô điện và góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 36 hecta, công suất thiết kế giai đoạn 1 là 300.000 xe một năm, dự kiến có thể nâng lên 600.000 xe một năm trong các giai đoạn tiếp theo. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá đây là bước khởi đầu của dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tầm nhìn chiến lược của tỉnh Hà Tĩnh và nhà đầu tư trong việc phát triển công nghiệp bền vững hiện đại gắn với xu hướng toàn cầu hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và công nghệ cao. Dự kiến nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7 năm 2025. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo ra gần 6.000 việc làm cho lao động địa phương và có thể tăng lên 15.000 việc làm sau một thời gian. Bộ Tài chính đề xuất cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế quá hạn trên 120 ngày từ 10 triệu đồng trở lên sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ bị áp dụng biện pháp này nếu đơn vị nợ quá hạn trên 120 ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Biện pháp cấm xuất cảnh sẽ được áp dụng ngay với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký. Tức là việc áp dụng sẽ không cần theo ngưỡng quy định. Việc này nhằm thu hồi được nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế sẽ thông báo tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử cho người nộp thuế. Trường hợp không gửi được thông báo bằng cách này, cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của ngành thuế. Sau đó 30 ngày, nếu người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ, nhà chức trách sẽ gửi văn bản về việc tạm hoãn xuất cảnh cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện. Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 11 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và 8,8% so với cùng kỳ của năm trước. Điều này phần nào đã thể hiện được sức mua của người dân đang dần được phục hồi và sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dịch vụ. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt 562.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh của nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 11%, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 13% và doanh thu du lịch lữ hành tăng gần 13%. Bên cạnh đó, thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam và khách trong nước đi du lịch nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ năm trước cũng là động lực chính cho sự tăng trưởng của ngành du lịch. Tổng cục Thống kê dự báo với các chương trình kích cầu tiêu dùng trong thời gian cuối năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 12, thì các thuyền viên của tàu Hải Đăng 05 thuộc Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Biển Đông và Hải đảo, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam lại bận rộn chất hàng tiếp tế lên tàu, chuẩn bị cho chuyến tàu tiếp tế cuối cùng trong năm. Và đây là chuyến tiếp tế thứ 7, chuyến tiếp tế được mong đợi nhất trong năm khi mang theo cả hương vị Tết cổ truyền đến với đảo xa. Hàng hóa tiếp tế cho cán bộ nhân viên trạm đèn và các chiến sĩ nhà giàn, ngoài thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ gia dụng như thông thường thì còn có thêm nhiều phần quà Tết. Đây là chuyến tiếp tế cuối cùng trong năm.
và cũng là chuyến tiếp tế cho đợt Tết cổ truyền, nên hàng hóa tiếp tế cũng nhiều hơn. Gia súc, gia cầm để cải thiện những bữa ăn trong ngày Tết, được nuôi trong hầm tàu, suốt chuyến hành trình để giao tận tay cho cán bộ nhân viên trạm đèn và các chiến sĩ nhà giàn DK1. Trong cái điều kiện mà hoạt động cái khu vực khắc nghiệt, khó khăn, thì đây cũng là cái động lực, cũng là cái niềm tin của người lao động vào trong đất liền để mà cho người lao động khắc phục cái khó khăn, vững tin nơi đầu sóng ngọn gió để mà hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà đảng, nhà nước cũng như là cấp trên giao. Cuối năm cũng là mùa biển động, lại thêm gió mùa đông bắc cản trở rất nhiều đến hành trình trên biển cũng như hoạt động tiếp tế. Sóng to, gió lớn, đôi khi hàng tiếp tế phải thả xuống biển, buộc dây kéo vào. Người trên đảo và người trên tàu trao đổi với nhau bằng loa. Đôi khi tiếp tế một đảo xong, tàu neo lại vài ngày, chờ biển bớt động mới tiếp tục hành trình qua đảo khác. Chuyến nếu suôn sẻ thuận lợi thì tàu đi mất 14 ngày. Chuyến khó khăn có khi hành trình phải mất tới hơn một tháng. Nhiều năm gắn bó với công việc, vất vả đã trở thành quá đỗi bình thường đối với anh em trên tàu tiếp tế Hải Đăng 05. Họ chẳng còn bận lòng trước những chuyến biển sóng cao gió dữ, bởi tất cả đều biết nơi chạm đèn xa xôi biết bao người đang ngóng trông những chuyến tàu. Khi thấy tàu đến rất vui, mà chở được hàng hóa cấp cho anh em để anh em dùng trong mấy bữa Tết thì thực hình là cái đó. Anh em tàu rất mừng là đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của công ty giao, là đã đưa lương thực thực phẩm đến để cho anh em dùng trong các cái ngày Tết. Thì trong cái những cái ấy như thế thì thực hình là đến thấy anh em hào hứng lắm, rất vui, mà rất chào đón anh em rất quý. Trên chuyến tiếp tế lần này có một tân binh đến từ Phú Quốc. Anh vừa tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia lần đầu, lại đúng thời điểm hành trình vất vả nhất, thế nhưng người thanh niên lại càng thêm háo hức. Đối với em thì em rất là cảm xúc. Em rất tự hào vì đây là một hành động ý nghĩa. Mình có thể kết nối giữa đất liền với đảo xa ngoài kia, một phần máu thịt của đất nước chúng ta. Và em rất là tự hào về điều đó. Được sự quan tâm của ban lãnh đạo cũng như là của đơn vị cũng đã sắp xếp và chuẩn bị rất là chu đáo cho người anh em ra thay ca rồi người về nghỉ ca để ăn Tết, là rất là vui và vinh dự. Những ngọn đèn Hải Đăng sáng mãi giữa biển trời Trường Sa như một tuyên bố chủ quyền về lãnh hải nhờ biết bao nỗ lực vượt khó và hy sinh thầm lặng của nhân viên trạm đèn. Tiếp sức cho những gian khó ấy là những chuyến tàu tiếp tế, những chuyến tàu nối đất liền với đảo xa. Sáng ngày 8 tháng 12, Bệnh viện Ca phối hợp cùng với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng và đơn vị tài trợ tổ chức giải chạy Hành Trình Tiếp Sức gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Hơn 1.500 vận động viên đã cùng tham gia đường chạy tại khu vực Hồ Tây có thể thử sức với hai cự ly 2,5 km và 5 km. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Ca tổ chức giải chạy chủ đề là Hành Trình Tiếp Sức với mục đích để gây quỹ ngày mai tươi sáng và rèn luyện sức khỏe cho tất cả mọi người, đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Tại giải chạy, ban tổ chức đã trao quà chúc mừng những vận động viên xuất sắc nhất tham gia cự ly 2,5 km và 5 km. Tổng số tiền vận động được là hơn 546 triệu đồng cũng được gửi đến quỹ ngày mai tươi sáng. Giải chạy Hành Trình Tiếp Sức không chỉ là sự kiện thể thao thông thường do bệnh viện và các đơn vị phát động, mà là một hành trình dài thắp lên nhiều hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến bệnh nhân ung thư. Nhiều cổ vật được tìm thấy ở Huế được đưa đến Thành phố Hồ Chí Minh và trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Thành phố. Sự kiện đã thu hút đông đảo người xem cả trong và ngoài nước, đồng thời cũng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Ghi nhận của truyền hình Thông tấn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 100 hiện vật cùng 200 tài liệu hình ảnh từ thế kỷ 13 đến 20 đang được trưng bày trong triển lãm tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều cổ vật được tìm thấy ở Huế. Mỗi hiện vật đều có thể tái hiện những câu chuyện gắn với lịch sử của dân tộc về kinh thành Huế, qua đó đem đến cho người xem nhiều trải nghiệm thú vị. Rất là ấn tượng luôn, và em đã đi một vòng và tìm hiểu rất là nhiều đọc rất là những cái thông tin ở đây, và em đã có thêm một vài kiến thức về Huế. Nó khá là ấn tượng với em, và em cũng hy vọng là có một cái thời điểm nào đó em có cơ hội được đến Huế để hiểu hơn về cái lịch sử của Huế cũng như là con người Huế.
khách tham quan cũng được chiêm ngưỡng nhiều cổ vật gốm sứ, ấn, gươm, biểu tượng của vùng đất hội tụ tinh hoa, văn hóa nghệ thuật Phú Xuân, Huế. Đặc biệt là một số hiện vật được vua Hàm Nghi mang theo trong cuộc bôn tẩu ra Tân Sở, Quảng Trị sau biến cố thất thủ Kinh Đô Huế năm 1885. Em thì cảm thấy rất là thú vị, em thấy rất là thú vị và em vẫn tìm hiểu thêm. Và em cũng mong là các bạn trẻ sẽ đến đây để mình biết thêm nhiều về lịch sử của Việt Nam hơn. Sau khi tham quan và tìm hiểu về lịch sử cũng như các thuyết minh về Huế, tôi sẽ thu xếp đến đây để trải nghiệm thực tế. Huế không những đẹp mà còn có những câu chuyện lịch sử tôi rất muốn được tìm hiểu thêm. Sự kết hợp giữa lịch sử Phú Xuân, Huế và gia đình Sài Gòn tại đây cũng giúp người xem có cơ hội tìm hiểu những nguồn sử liệu, hiện vật quan trọng, quý hiếm về quá trình hình thành và phát triển vùng đất Sài Gòn gia đình hơn 700 năm qua, từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Những hiện vật như ấn, sắc phong, tờ truyền thể hiện sự quản lý của nhà nước trong những buổi đầu xác lập nền hành chính cũng được trưng bày tại đây. Từ khi mà khai mạc thì lượng khách của bảo tàng đã có cái sự tăng, cũng có một cái sự tăng đáng kể ở trong cái giai đoạn vừa qua. Thì sắp tới thì bảo tàng cũng sẽ có nhiều cái sự kết hợp mới để nhằm là thu hút khách tham quan, không chỉ là khách tham quan ở thành phố Hồ Chí Minh, khách tham quan ở các tỉnh lân cận và khách tham quan ở nước ngoài, họ tìm hiểu sâu hơn về các cái nội dung liên quan đến các cái tỉnh thành khác. Triển lãm mong muốn giới thiệu quảng bá đến người xem, các nhà nghiên cứu về quá trình hình thành phát triển của vùng đất Huế, một thành phố di sản, lễ hội và du lịch với nhiều dấu ấn đặc sắc của cả nước. Qua đó, thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều cơ hội kết nối, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục với vùng đất cố đô Huế và nhiều tỉnh thành cả nước. Thưa quý vị, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với quan điểm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả dưới sự chỉ đạo của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy nhiên thì các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng tình hình để xuyên tạc, phủ nhận chủ trương này và gây hoang mang dư luận, tạo cớ chỉ trích, miệt thị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mặc dù chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy được Đảng và Nhà nước ta triển khai với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giảm chi phí nuôi bộ máy, dành nguồn lực cho phát triển đất nước, phục vụ nhân dân, nhưng một số đối tượng chống đối lại xuyên tạc, bóp méo sự thật. Các đối tượng bịa đặt rằng cơ cấu bộ máy nhà nước nói là tinh gọn nhưng không thay đổi mà chỉ chuyển người từ chỗ này sang chỗ khác, gây tốn kém, phức tạp. Thậm chí các thế lực thù địch xuyên tạc tinh giản biên chế là đấu đá quyền lực phe nhóm nhằm cắt giảm quyền lực của người này để tăng quyền lực cho người kia. Từ đó họ quy chụp Việt Nam không có tinh giản biên chế, không có tinh gọn bộ máy, mà đây chỉ là miếng bánh phân chia quyền lực, chuyện của các phe phái. Đây là những luận điệu vu cáo, cố tình bóp méo sự thật nhằm làm nhiễu thông tin, tung hỏa mù, gây hoang mang dư luận, tạo cớ chỉ trích, miệt thị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tháng 4 năm 2015, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế. Kết quả, chúng ta tinh giản được 11,67% biên chế trong giai đoạn này, vượt chỉ tiêu đề ra. Theo báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, tính đến hết năm 2023, cả nước đã giảm được trên 7.800 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó riêng năm 2023 giảm được 236 đơn vị còn lại, trên 46.300 đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các bộ, ngành đã giảm được 17 tổng cục và tương đương, giảm 10 cục và 144 vụ, ban thuộc tổng cục và thuộc bộ, giảm 108 phòng trong vụ, ban thuộc bộ, ngành. Các địa phương giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, trên 2.500 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Cùng với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế công chức và biên chế sự nghiệp cũng giảm đáng kể. Năm 2023 đã tinh giản trên 7.100 biên chế. Tính chung giai đoạn từ 2015 đến 2023, cả nước đã tinh giản được trên 89.700 biên chế. Trong đó, tại bộ ngành là gần 6.000 người, địa phương là trên 83.800 người. Theo Bộ Tài chính, dự kiến giảm chi thường xuyên giai đoạn 2022-2026 do giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước là trên 2.300 tỷ đồng. Mặc dù đạt được một số kết quả,
Tuy nhiên, trong bài viết tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong vấn đề này. Đó là nhận thức và hành động của một số cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, quyết tâm chưa cao, hành động chưa quyết liệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chưa đồng bộ, tổng thể, chưa gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại. Một số bộ ngành còn ôm đồm nhiệm vụ của địa phương, dẫn đến tồn tại cơ chế xin cho, dễ nảy sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bộ máy trong bộ, cơ quan ngang bộ còn nhiều tầng nấp, có cấp không rõ địa vị pháp lý, đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân tăng, gia tăng tình trạng bộ trong bộ. Tinh giản biên chế mới tập trung giảm số lượng, chưa gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Chúng ta cũng còn có cái quá cái thận trọng, hoặc có lúc thì lúng túng, hoặc là có lúc mà có nhiều cơ quan đơn vị còn nẻ nang, còn né tránh. Chúng ta đã nhập các tỉnh, nhưng sau lại tách ra. Hay là các bộ thì đã nhập được rồi, nhưng mà dưới các cái cơ quan ở địa phương thì có khi cũng lại tách ra một số sở, không quyết liệt, không triệt để, dẫn đến là chúng ta bộ máy vẫn còn cồng kềnh, trùng lắp chức năng nhiệm vụ với nhau. Đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng cần phải có một cái sự vào cuộc rất quyết liệt và tinh thần là tinh giản, để làm sao cho cái bộ máy từ trung ương đến cơ sở nó là hiệu lực hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực. Những tồn tại hạn chế, sự chậm chạp, thiếu quyết liệt trong thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Bộ máy cồng kềnh gây lãng phí và kìm hãm sự phát triển là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều chủ trương chính sách của Đảng chậm đi vào thực tiễn cuộc sống. Sự chồng chéo, phân định không rõ chức năng nhiệm vụ dẫn đến không rõ trách nhiệm, lấn sân, cản trở, thậm chí vô hiệu hóa lẫn nhau, cản trở phát triển, phát sinh phiền nhiễu, giảm hiệu lực hiệu quả hoạt động, chi phí vận hành hệ thống tổ chức bộ máy lớn, làm giảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hiện nay đã là thời điểm, thời cơ, là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan của cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hay chưa? Và cái câu trả lời là không thể chậm trễ hơn được nữa. Đây là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm càng sớm càng có lợi cho dân, cho nước. Đây thực sự là vấn đề khó, thậm chí là rất khó, vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải tiến hành, vì muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đôi khi chúng ta phải uống thuốc đắng, phải chịu đau để phẫu thuật khối u thì mới khỏe được. Tôi nghĩ là các cấp, các ngành, từ trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thực hiện chủ trương này. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là một cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo ra sự thay đổi về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Một trong những lý do chính để tiến hành cải cách bộ máy hành chính là giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, chi cho bộ máy hành chính chiếm khoảng 70% tổng ngân sách chi tiêu thường xuyên của nhà nước. Để giảm thiểu tình trạng lãng phí, việc tinh giản bộ máy đã và đang là một trong những giải pháp quan trọng giúp tiết kiệm ngân sách và tái phân bổ các nguồn lực cho các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Một bộ máy hành chính tinh gọn và chuyên nghiệp sẽ giúp các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý các vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Những cái lợi ích mà liên quan đến sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị chúng ta thấy rất rõ, và chính vì cái lợi ích rõ ràng như thế thì tôi thấy chúng ta đều có thể thấy cái sự đồng thuận mạnh mẽ trong hệ thống chính trị cũng như là trên bình diện xã hội. Người dân đang rất là kỳ vọng, rất là trông đợi Đảng và Nhà nước có một cái sự quyết liệt trong việc là hiện đại hóa cái tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thì rõ ràng đấy cái là nó át hẳn những cái ý kiến nhỏ lẻ của cá nhân rất là thiển cận liên quan đến đấu đá quyền lực hay liên quan đến phân chia chức vụ này kia, thì nó hoàn toàn không có một cái cơ sở nào cả, và tôi tin nó không thể tồn tại được trên kể cả là trên không gian mạng. Đây không phải là vấn đề đấu đá, cũng không phải là vấn đề quyền lực, không phải lợi ích nhóm để chia ghế thế này thế nọ các thứ, mà là vấn đề là lợi ích của nhân dân. Bây giờ mình phải nhìn cái lớn đã, cái lớn cái đất nước nó đang như thế nào. Đang một năm, tôi nói là ví dụ như Trung Quốc hồi xưa ở trong cái tình trạng tức là phải đến 30% kinh phí nuôi cán bộ, thì như vậy là lấy đâu ra để mà phát triển?
Cho nên là trong cái bối cảnh như vậy mà anh không làm thì chứng tỏ anh không có trách nhiệm với đất nước này. Đấy, chứ bây giờ người ta làm thì anh lại chống lại. Anh lại cảm thấy rằng là đây này là chẳng qua là thế này, chẳng qua là thế kia. Đấy là một cách gọi là ngụy biện và chống lại cái những cái chủ trương chính sách của Đảng. Tôi cảm thấy cái đó là những người nói như thế là không có trách nhiệm lắm đối với đất nước. Thưa quý vị, rõ ràng là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy thể hiện được quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, nhà nước ta với mục đích rõ ràng, hoàn toàn không có chuyện làm cho có, chỉ là hình thức tranh giành quyền lực hay đấu đá nội bộ như các thế lực thù địch xuyên tạc rêu rao. Và tất cả những ý kiến đó đều xuất phát từ chính những kẻ cơ hội chính trị, chống phá, thù địch, không mong muốn đất nước phát triển đi lên. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động cũng cần trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai sự thật để tránh bị lôi kéo bởi các luận điệu trên, đồng thời nhận thức đúng đắn về cuộc cách mạng với mục tiêu cao cả, đó là để có lợi cho dân, cho nước. Trong phần tin quốc tế, truyền hình nhà nước Syria phát đi tuyên bố lực lượng đối lập giành thắng lợi và chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ không lâu sau khi lực lượng đối lập chiếm các kênh truyền hình nhà nước và kiểm soát thủ đô Damas. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc khẳng định sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo ổn định kinh tế trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước đang có biến động. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 8 tháng 12, truyền hình nhà nước Syria đã phát đi tuyên bố lực lượng đối lập giành thắng lợi và chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ, không lâu sau khi lực lượng đối lập chiếm các kênh truyền hình nhà nước và kiểm soát thủ đô Damas. Tuyên bố trên truyền hình về sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad được hiển thị toàn màn hình với dòng chữ màu trắng lớn trên nền đỏ. Trước đó, các lực lượng đối lập đã chiếm các kênh truyền hình nhà nước Syria. Trên sóng truyền hình, một người đàn ông được các tay súng vũ trang bảo vệ đã xuất hiện trên sóng truyền hình Syria và đọc một tuyên bố gọi là tuyên bố số 1, khẳng định các nhóm đối lập đã chiếm được thủ đô Damas. Cùng ngày, Ahmed al-Shara, thủ lĩnh của Hayat Tahrir al-Sham, nhóm Hồi giáo đứng đầu cuộc tấn công, tuyên bố cấm tiếp cận các cơ quan công quyền và những cơ quan này sẽ nằm dưới sự giám sát của Thủ tướng Syria Mohammad Ghazi al-Jalali cho đến khi được bàn giao chính thức. Trong tuyên bố đăng trên Facebook, Thủ tướng Syria khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào do người dân lựa chọn. Trong bối cảnh lực lượng đối lập giành được quyền kiểm soát thủ đô tại Syria thì các nước đã khẩn trương có các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân của mình. Hãng tin TASS dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga tại Syria cho biết các nhân viên của cơ quan này vẫn an toàn. Trước đó, Đại sứ quán đã khuyến cáo công dân Nga nhanh chóng rời khỏi Syria. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, đồng thời đang hỗ trợ công dân nước này rời khỏi Syria để đảm bảo an toàn. Bộ trên cũng bày tỏ hy vọng Syria sớm trở lại ổn định, đồng thời cho biết đang theo dõi sát sao tình hình. Truyền thông Iran ngày 8 tháng 12 đưa tin Đại sứ quán Iran tại thủ đô Syria đã bị một nhóm có vũ trang tấn công. Trong khi đó, Đại sứ quán Iraq tại Damas đã rút nhân viên ngoại giao tại đây tới Liban. Từ Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này cho biết sẽ tiếp tục có các biện pháp cần thiết để bảo vệ lực lượng của mình cũng như các đối tác, đồng thời tiếp tục duy trì sự hiện diện ở miền đông Syria để ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Lầu Năm Góc khẳng định chính phủ sẽ tham vấn chặt chẽ với các đối tác khu vực. Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc hối thúc tất cả các bên ở Syria ưu tiên đối thoại, thống nhất và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và quyền con người trong quá trình xây dựng lại đất nước. Ông cho biết sẵn sàng ủng hộ người dân Syria trong hành trình hướng tới tương lai ổn định và bao trùm. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông Bắc Phi, liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Syria trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh ở quốc gia Trung Đông này tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria vào sáng ngày 8 tháng 12 cho biết là đại sứ quán đã đề nghị phía Syria cung cấp thông tin về công dân Việt Nam có khả năng đang sinh sống, làm việc và học tập tại Syria, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ bảo hộ công dân Việt Nam nếu có. Tuy nhiên, theo đại sứ quán, phía Syria thông báo đến nay họ chưa nắm được thông tin cụ thể về người Việt Nam đang sinh sống tại nước này. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã cung cấp các số điện thoại bảo hộ công dân của Đại sứ quán cho các cơ quan chức năng Syria và công khai số điện thoại để công dân Việt Nam liên hệ trong trường hợp cần được bảo hộ khẩn cấp.
do tình hình diễn biến phức tạp và có khả năng tiếp tục leo thang giữa các lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ Syria, Đại sứ quán cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến Syria vào thời điểm này. Trong trường hợp công dân Việt Nam đang ở Syria, cần khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc trở về Việt Nam. Nếu cần được hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị công dân liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria theo số đường dây nóng bảo hộ công dân +98 933 965 8252, +98 991 205 7570 WhatsApp hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao +84 981 848484. Liên quan đến tình hình tại giải Gaza, ngày hôm qua 7 tháng 12, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết chấm dứt chiến tranh và hành động quân sự của Israel sẽ là chìa khóa cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở giải đất này. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại thủ đô Doha của Qatar giữa Chủ tịch Hội đồng Shura, đại diện cho toàn bộ thành viên của Hamas ở giải Gaza và khu vực bờ Tây, Mohammad Dawish và Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi. Trong cuộc gặp, ông Dawish tuyên bố Hamas sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất của các bên trung gian miễn là họ ưu tiên lợi ích của người dân Palestine và nỗ lực giảm bớt đau khổ cho thường dân, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho người dân Gaza. Trước đó, hôm 5 tháng 12, Hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất của Ai Cập về việc thành lập một ủy ban chung với Fatah để điều hành giải Gaza thời hậu chiến tranh. Về phần mình, Ngoại trưởng Arachi tái khẳng định cam kết của Iran đối với sự nghiệp của người Palestine và nhấn mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân Palestine thông qua mọi phương tiện và nền tảng có thể. Kể từ khi nổ ra xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza, Qatar cùng với Mỹ và Ai Cập đã thúc đẩy các vòng đàm phán gián tiếp nhằm đi tới một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, qua đó giúp chấm dứt cuộc xung đột đang tàn phá Gaza. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và các bên khác đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận cho Gaza và nhiều khả năng vòng đàm phán mới sẽ bắt đầu vào tuần tới tại Cairo. Liên quan tới những diễn biến chính trị tại Hàn Quốc, vào ngày hôm nay 8 tháng 12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc khẳng định là sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo ổn định kinh tế trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước đang có biến động. Trong tuyên bố chung với các bộ liên quan, Phó Thủ tướng Choi Sang-bok khẳng định Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đang phối hợp để triển khai các biện pháp phòng ngừa để ứng phó với những biến động có thể xảy ra trên thị trường tài chính và ngoại hối sau việc áp đặt lệnh thiết quân luật hồi tuần trước. Hiện Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tạm thoát khỏi bị luận tội sau khi Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền kiên quyết tẩy chay cuộc bỏ phiếu luận tội ông hôm 7 tháng 12. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đối lập chính ngày 8 tháng 12 đã thông báo sẽ tiếp tục thúc đẩy luận tội Tổng thống vào ngày 14 tháng 12 tới. Văn phòng Công tố Hàn Quốc cũng xác nhận đang điều tra cáo buộc phản quốc và lạm quyền đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng PPP cầm quyền Han Dong-mun cam kết nội bộ Đảng và Thủ tướng sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các công tác của chính phủ cũng như một cuộc chuyển giao ổn định và có trật tự trong trường hợp Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức. Ngày 8 tháng 12, ông Yoon Suk-yeol cũng đã chấp nhận thêm đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ và An toàn. Đây là quan chức cấp cao mới nhất từ chức sau tuyên bố thiết quân luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp tối trên kênh truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.